anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta. Anh em nhá, anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này ạ dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi trông tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn với cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng, tôi sóc thử luôn anh em nhá. Tứ trắng sóc rồi, nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ và số 2 mở đây không bao giờ có chuyện sai, trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở đây, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở đây không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện được hết các màu quân vị anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng này anh em này, tiếp này anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này, tiếp này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này
không bạ sai ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi đó, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh trí rồi. Bây giờ tôi sẽ để ra bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào rồi, tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát, anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Sau anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị dành cho môn đánh sóc đĩa. Anh em biết rồi, ngày xưa anh em muốn bịp người ta, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vào hoặc là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Bây giờ người khôn của khó rồi, mà thời điểm 4.0 rồi, anh em yêu nhá. Bây giờ muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán anh em nhá, bát đĩa quân cán hoàn toàn là chủ sở anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy nhận diện quân vị thôi. Và anh em biết cái sòng này, ví dụ chơi quân nạp được, thăng long hay villa, con ngựa, con tú đều hết. Nhưng anh em phải biết là địa phương anh em mình chơi quân gì anh em nhá. Ví dụ địa phương tôi chơi quân tú, anh em biết là cái sới đấy chơi quân tú, anh em chỉ cần nhận diện nó là quân tú thôi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi test thử với anh em này. Anh em đi nhá, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín anh em nhá. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn và cách chơi nó như nào. Anh em đi chơi này, anh em khởi động nguồn lên, khởi động nguồn lên, nó sẽ lên đèn này anh em này. Anh em yêu nhá, lên đèn cái vòng tròn này để nó quét mặt vị của tất cả là quân anh em nhá. Anh em nhìn này, quân thì nó sẽ có hai mặt anh em nhá, mặt nào được, nhưng anh em chỉ quét một mặt thôi. Ví dụ chỗ tôi đang chơi con bài anh em nhá, tôi chọn con lươn, đây là chỗ chơi này, tôi biết là con bài rồi. Tôi ở nhà tôi đi, tôi chỉ khởi động máy lên và đặt cái lá bài này lên quân để cho nó quét ghi nhớ màu quân vị anh em nhá. Để 5 đến 7 giây nó sẽ quét được cái màu của nhận diện quân vị anh em nhá. Anh em đi được cái máy này sạc hoàn toàn bằng điện. Anh em biết điện rồi, chơi 2-3 tiếng ít nhất là nó chơi được 15-16 tiếng anh em nhá. Cứ sạc 2-3 tiếng chơi 15-16 tiếng. Anh em đi này, ai làm cái ai sắp cái đều hết. Cứ khoảng cách ngồi của nó là 2 mét, nó sẽ nhận diện tất cả quân vị anh em nhá. Anh em như là quân kiểu gì nó hai mặt rồi, anh em đi nhớ à, anh em chỉ ghi nhớ một mặt thôi nhá anh em nhá. Anh em như này, lẻ nó sẽ rung một cái và chắc rung hai cái và tứ tử không rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, cái lá này coi như mất tác dụng rồi anh em nhá. Đây là cái lá xanh chín của sới này, bây giờ tôi cắt thử luôn, tôi test thử luôn anh em nhá. Anh em đi như này, bát đĩa của quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến giả trực tiếp anh em nhá. Bây giờ tôi test thử cho anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào anh em nha. Ví dụ nó là tứ tử anh em nha, nó không có mặt nào, nó không có màu, nó sẽ không, nó không dùng anh em nha. Lẻ nó sẽ thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái anh em nha. Sấp 2 nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái. Và ba đen hay ba trắng đều thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái. Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em như này, quân nào được anh em nhá, thăng long hay villa, quân tú đều hết. Biết là địa phương anh em chơi con gì thôi. Anh em đi ở nhà bật sẵn máy lên và ghi nhớ màu quân của chỗ chơi anh em là anh em chiến thắng cụ thể luôn. Bây giờ tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn. Tứ tử đen xong này, cứ khoảng cách từ 2 mét hết về là được anh em nhá. Dung hai cái và nháy hai cái, tất nhiên sấp đôi rồi, bởi vì nó thiếu hai màu anh em nhá. Đánh 1 tỷ và sấp đôi luôn, mở này, không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này,
rung một cái và đèn ném một cái, tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 100 triệu và lẻ bởi vì thiếu một mặt. Mở này, không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả. Qua vài tiếng bạc tôi để ra mắt rung để cho anh em nghe và cảm nhận. Và tôi sẽ đúc luôn vào người. Tôi đánh thử với anh em, rung chỉ mình biết được, người cảnh có thể biết được anh em nhá. Anh em để ngang, để dọc một hết, cứ khoảng cách 2 mét anh em là chơi được anh em nhá. Rung hai cái rồi, tất nhiên là sắp đôi rồi. Đánh tất tay sắp đôi, đánh cả người tôi sắp đôi luôn. Mở này, không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Máy nhận diện này tôi khẳng định luôn, chỉ nhà tôi có độc quyền rồi anh em ạ. Máy này vừa nhập về anh em nhanh tay alo trực tiếp trên số tại trên màn hình. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung hai rồi, tất nhiên số hai rồi, đánh cả đang nội số hai. Mở này, không bẩn chuyện sai anh em nhá. Máy làm gì có chuyện sai, người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai anh em. Tiếp này, bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung hai rồi, trong ba trong yên tất nhiên sắp đôi rồi. Mở này, không bẩn chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Máy báo không rung, không rung nó không có mặt vị nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi bởi vì nó không rung anh em nhá. Đánh 200 triệu và xem cô tứ tử. Mở này, không bẩn là chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này. Bạc cầu rồi, máy báo rung hai, đánh tất tay vào sấp hai cho tôi. Mở này, không bẩn là chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi đúc vào người, bởi tôi sẽ để ra cái mắt anh em nhá, để tôi sóc thử nữa em vài ba tiếng bạc nữa để cho em nghe cái độ nhảy và cái độ nháy của nó như nào. Máy báo rung 1 và đèn rung 1, tất nhiên là lẻ rồi, đánh 50 triệu và lẻ. Mở này, không bản có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, vẫn nháy một cái và rung một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay và lẻ tôi, đánh cả người tôi và lẻ. Mở này, không bản có chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị như nào rồi anh em nhá. Bởi tôi tắt máy luôn này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu ý nhá, với cái máy nhận diện quân vị này nhận diện là tất cả quân. Anh em biết là địa phương anh em chơi quân gì là anh em chiến thắng tuyệt đối luôn. Anh em mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Nhà mình có hai sở, bến xe với đình học, bến xe ra bát. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy, cảm ơn xem clip cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Anh em này 100% là xanh chín anh em nhá. Anh em này 100% là xanh chín anh em nhá. Cảm ơn em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu đề, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu đề, nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em đi về, cứ gần cái sóc lên, những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát, trong đĩa anh em nhá. Anh em đi về, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em đi về, ai làm cái, ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này. Tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhẻ của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sóc xong cứ nảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị này này. Đây, đèn nhé một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sóc sóc, cái này sóc này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ.
nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thua hết tiền quân anh em nha. Nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên là chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ chắn này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Anh em nhanh tay alo, số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi. Đánh 1 tỷ mà chắn, bán chắn này. Ai đắt tiếng này chỉ có ra đi mà thôi. Mở, không bỏ xài, sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc à, tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi. Người ngoài cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử cho anh em này. Sốc 2, sốc tiếp này. Anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, rung chỉ mình biết thôi. Người ngoài cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này, máy báo rung 2 rồi, trong bát trong yên tất nhiên sấp 2 rồi. Đánh cả 1 tỷ vào sấp 2 rồi, chắc này anh em này, mở này, không bỏ giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, máy báo rung 1 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, những cái bộ quân nó nhảy xuống, nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 2 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, đặt xuống ạ, những cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đi mà thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ? Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín, là anh em bịp được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là say chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn, 100% là say chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này, 100% là say chín anh em nha. Anh em này, 100% là say chín anh em nha. Cảm ơn anh em xem clip. Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. Tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này, đặt xuống này, sấp đôi anh em nhá. Đây, tôi đưa kính thử vào này. Đây, cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đây, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây, tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này, sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. Đặt xuống này, vẫn là sấp đôi anh em nhá, bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy, đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Sóc này, đặt này, ba trắng anh em ạ, 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy,
Tôi đưa kính thử ở đây. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây tôi mở cho anh em xem nhá. Đây ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu ấy, mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa, từ giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng, đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nhá anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây, trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để chuyên để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái lọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi, kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là ở cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này.